Xin chào anh chị, em là nhà đất Minh Xem tại Tiền Giang nè anh chị. Hôm nay xem về xã Long Tiên của huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một mảnh vườn sầu riêng có tổng diện tích là 3.500 m². Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem nha. Trước màn hình anh chị đang xem, đây là con đường lộ đan. Đường này rộng tầm khoảng 1 m là nha anh chị. Và anh chị đi thẳng vô cái đường này, vô tới đường ô tô thì tầm khoảng 300 m. Vô tới đó anh chị rẽ máy bên trái là anh chị về đường tỉnh lộ 868. Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới tỉnh lộ 868 tầm khoảng 600 m là tới rồi nha anh chị. Anh chị lên đó có điện máy xanh, bách hóa xanh, rồi có chợ đồ luôn ở đó nha. Còn anh chị rẽ máy bên phải thì anh chị đi về trường học của xã Long Tiên. Còn cái hướng ngược lại, đây là con đường thông. Đó, chạy ra anh chị đụng một cái con kinh, ngay đó có con đường bờ sáng luôn nha anh chị. Và mảnh đất em giới thiệu cho anh chị hôm nay là cái mảnh đất này và cái vườn sầu riêng này luôn. Tính từ ngay cái mí này nè anh chị, đi ngang theo hướng mặt tiền của mình á là 72 m. Và mình có cái chiều sâu vào là khoảng 48 m nha anh chị. Nhưng mà cái phía bên đây nó hơn 48 chút, phía bên kia mới là 48. Nói chung là tổng diện tích của mình là 3.500 m². Nó đất mình hiện trạng là đất trồng cây lâu năm chứ chưa có thổ cư nha. Bây giờ để xem đi cái hướng mặt tiền, sau đó xem sẽ bước vào bên trong cho anh chị mình xem luôn. Nó loại sầu riêng của mình là sầu riêng ghi 6 nha anh chị. Nó đây có đường điện, nước và wifi luôn nha. Đó, đường điện của nhà nước luôn nè. Và đây mình có một cái con đường nữa. Đường này đổ đan, còn phía bên đây thì chưa đổ đan nha. Nhưng mà cột điện của nhà nước đã đi thẳng ra luôn rồi. Thời gian nữa rồi người ta cũng đổ đan thôi. Đó, em quên chỉ cái đường nước cho anh chị xem nữa. Đường nước mình ngay chỗ cái mí đường đó luôn nha. Nó ngay chỗ đó đó, ngay chỗ cái đầu video vô á. Là đường nước chạy thẳng ra ngoài kia luôn. Đường nước đó đường nước riêng của mình. Ra ngoài kia thì đụng đường nước công cộng nha. Nó anh chị nhìn đằng xa xa có cái đường dây điện cao thế mà nó không có dính vô đất mình nha. Nó tầm xa lắm anh chị. Nó khu này cũng có dân cư nữa, bên đó cũng có nhà tay ha. Rồi phía bên đó cũng có nhà luôn. Phía trước đất mình đằng kia cũng có nhà luôn. Cái mảnh này ngon cái là cái mặt tiền mình rộng, cái hình đất mình rất là đẹp luôn. Nó cột điện nhà nước nè, anh chị thấy ha, đi thẳng ra ngoài đó luôn. Nó sầu riêng mình thì cũng có những cây to và những cây cũng còn nhỏ nha. Chủ đã có tòng sen sẵn ở phía dưới á. Tại như mấy cây này thì nó không được tốt cho lắm. Đây, mình đi tới đây. Ngay mí bờ nè. Là hết đất mình. Đây là mặt tiền 72. Còn cạnh bên đây 48. Cạnh kia hơn 48 một chút nha anh chị. Đó, còn đây là ra ngoài con đường bờ sáng kìa. Nó sát bên luôn. Nó sầu riêng bên đây rất tốt luôn. Sau này anh chị về anh chị chăm sóc cái vườn này thì nó tốt như bên đây. Tại vườn này đang kêu bán cho nên chủ không có chăm sóc anh chị ơi. Còn đây là em xây về hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng Tây nha. Cho cô chú anh chị nào hạp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí đất mình mà anh chị về tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang là thời gian đi tầm khoảng 47 phút, khoảng cách là 33 km. Còn nếu như anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, xem sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi, mời quá anh chị, thời gian đi là 56 phút, khoảng cách là 37 km. Còn nếu như anh chị nào ở
thành phố Hồ Chí Minh, xem lấy điểm là bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 33 phút, khoảng cách là 82 km. Nó vừa gọi là em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị xem. Rồi bây giờ để xem sẽ tiến vào phía bên trong cái mảnh vườn mình. Rồi anh chị xem ha. Đây chủ không nhớ bao nhiêu gốc sầu riêng nhưng mà khoảng 70, hơn 70 gốc vậy đó anh chị ơi. Nó đây là đường thông nè, cột điện nhà nước ra mút ngoài luôn nè. Được cái mặt tiền mình rộng. Nhưng mà tiếc một điều là bên đây thì chưa có đổ đan nha anh chị. Giá của mảnh này chủ đang kêu chỉ có 620 triệu cho 1.000 mét vuông. Nếu như anh chị nào quan tâm tới cái vườn sầu riêng này thì anh chị có thể liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645. Xem sẽ dẫn anh chị đến xem đất rồi gặp chủ đất để nói chuyện thêm về giá cả luôn nha anh chị. Hiện tại chủ đang kêu là 620 triệu cho 1.000 mét vuông. Nó mảnh này tầm khoảng hơn 2 tỷ một tí anh chị ơi. Đó, như mấy cây này thì nó cũng to, cũng muốn lão rồi chủ có dặm vô cái cây nhỏ bên đây. Anh chị nào lần đầu ghé xem kinh nhà đất Minh Xem Tiền Giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm đất vườn, nhà vườn tại Tiền Giang, quay lên giới thiệu cho anh chị mình xem. Còn anh chị thấy phù hợp mảnh nào thì anh chị có thể liên hệ cho xem để mua nha. Đó, anh chị thấy ha, sầu riêng của mình nè. Sầu riêng ghi 6 nha anh chị. Đó, còn vườn bên đây tươi tốt cho tái quá trời luôn nè anh chị. Đó, em thấy tái quá, em mê quá, em quay cho anh chị xem nha. Cái vườn này vườn của anh ta nha anh chị. Dướng mình đây để đi vòng. Đây mình đi, mình đi tới cái ganh này nha anh chị. Đây là cái ganh cục này phía bên mình luôn. Đó, mình xuống tới cái mí đường bên đây. Đây, đó anh chị thấy ha. Đó, tông đất mình thì sạch đẹp, không có màu mã gì hết nha anh chị. Thậm chí xung quanh đây cũng không có luôn. Nó còn đường dây điện xa kìa, em chỉ cho anh chị coi luôn đó. Múc ngoài dưới lận. Đây là cuối đất của mình, đây là mặt hậu nha. Đó, anh chị nhìn thấy ha. Mảnh đất mình rất đẹp luôn, hình chữ nhật luôn. Hiện tại là xem đi đi một cái dòng ganh ở phía bên ngoài nha anh chị. Tức là mình đi nguyên cái dòng ganh của mình luôn. Là mình gọi vô bên trong nè. Nó cho anh chị xem cho kỹ luôn á. Ở đây anh chị đi chợ lớn thì anh chị đi chợ Ba Dừa nha. Chợ đó là chợ lớn của cây lạy luôn anh chị. Từ ngay vị trí đất mình mà về tới chợ Ba Dừa thì tầm khoảng 1 km cho đến 1,2 km anh chị. Nằm cái đoạn đó đó. Đó, vườn sầu riêng mình cũng còn ngon lắm nha. Đó, anh chị nào mà muốn giới thiệu sản phẩm của mình giống như cái video này thì anh chị cũng nên điện cho xem theo số điện thoại trên màn hình nha. Rồi xem sẽ đến quay
giới thiệu lên cho những người người ta cần mua để người ta mua nha anh chị. Đây mình đi tới cái mía này có hàng rào của mình ta, còn bên đất mình thì chưa có hàng rào nha. Nó đây là trong phạm vi của đất mình nè. Rồi để em đi tới đằng kia các em chỉ cái đường nước cho anh chị mình xem luôn. Tại đường nước của mình thoát về phía trước nha anh chị. Ngang là 72. Sâu vào một cạnh 48, một cạnh hơn 48, cạnh bên đây hơn 48 nè anh chị. Tổng diện tích hết đất của mình là 3.500 m². Giá anh chủ kêu là 620 triệu cho 1.000 m². Giá này anh chị có thể về gặp trực tiếp với chủ để nói chuyện thêm về giá cả nha anh chị. Đó, bên trong mình thì có một cái căn chòi nhỏ để khi mình làm giường, rồi trưa mình nghỉ ngơi trong đây cũng được. Mảnh này cũng phù hợp cho anh chị về để làm giường hoặc là cất nhà ở cũng được nha anh chị. Đó, đây thì có căn chòi nhỏ nè. Nhưng mà anh chủ, anh không có kinh chìa phá ra. Đây là cái đường đi vô của mình nha. Nó đây là cái đường nước riêng của mình nè anh chị. Chạy dài vô tổng khoảng 50 mét là anh chị đụng cái đường nước công cộng nha. Cho nên cái vấn đề thoát nước thì anh chị cứ an tâm nha. Còn khu này là khu chuyên tộc sầu riêng. Rồi nếu như anh chị nào quan tâm tới mảnh này thì anh chị có thể liên hệ cho xem nha. Còn bây giờ xem cũng xin kết thúc video. Hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.